À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 11, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy tham khảo cho cô về ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1. Chúng ta sẽ có các nội dung lần lượt. Đầu tiên đó là kỹ năng đọc hiểu, với phần đọc hiểu liên quan đến tùy bút tản văn. Tiếp theo là các em sẽ có phần nội dung liên quan đến kỹ năng viết. Thì trước tiên hãy lưu ý cho cô, với kỹ năng đọc hiểu, các em sẽ có 2 câu hỏi trắc nghiệm ở cấp độ nhận biết, 5 câu hỏi trắc nghiệm ở cấp độ thông hiểu, 2 câu tự luận ở cấp độ thông hiểu, 1 câu tự luận ở cấp độ vận dụng. Tổng phần trăm điểm của các em sẽ là 60%. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng thứ 2. Với kỹ năng viết, thì chúng ta sẽ thực hành viết văn bản thuyết minh có lồng ghép một hai nhiều yếu tố như là miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. Thì với phần lồng ghép này, các em cũng sẽ có số điểm cụ thể, đó chính là 1 điểm cho phần nhận biết, 1 điểm cho phần thông hiểu, 1 câu cho phần vận dụng và 1 câu cho phần vận dụng cao. Như vậy, chúng ta cũng sẽ có 40% tổng điểm liên quan đến kỹ năng viết. Hãy chú ý cho cô bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kỳ 1 để chúng ta sẽ nhớ và lưu ý những kỹ năng, những kiến thức chúng ta cần liên quan để có thể giải được đề kiểm tra. Với kỹ năng đọc hiểu tùy bút tản văn thì ở cấp độ nhận biết các em cần nhận biết được đặc điểm của văn bản, xác định được các yếu tố tự sự và phân tích được vai trò của chúng trong văn bản. Mức độ thứ hai là thông hiểu thì chúng ta sẽ phải phân tích được đặc điểm của cái tôi tác giả trong văn bản, phân tích được mục đích của tác giả trong văn bản, đặc biệt là nhận diện và phân tích phong cách nghệ thuật được tác giả sử dụng trong văn bản. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải phân tích được thông điệp gửi gắm qua văn bản. Tiếp tục là cấp độ mực vận dụng thì các em sẽ cần phải vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản để có thể viết được đoạn văn hoặc bài văn nghị luận văn học đáp ứng yêu cầu của đề bài. Sau đó thì các em sẽ cần nhận xét rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân. Chuyển sang phần hướng dẫn cụ thể về kỹ năng viết một bài văn thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như tự sự, miêu tả, vân vân. Thì ở cấp độ nhận biết các em cần xác định được kiểu bài thuyết minh giải thích. Sau đó chúng ta sẽ xác định các yếu tố như là miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận. Chuyển sang mức độ thông hiểu thì chúng ta cần trình bày rõ ràng các khía cạnh của một bài văn thuyết minh. Chúng ta cũng cần phân tích được tác dụng của yếu tố như là tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thuyết minh. Sang phần vận dụng thì chúng ta hãy vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản để viết được bài văn thuyết minh có sử dụng các yếu tố như là miêu tả, tự sự, biểu cảm. Các em hãy nhận xét và rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân. Cuối cùng là về mức độ vận dụng cao thì chúng ta sẽ cần đảm bảo yêu cầu là có lối viết sáng tạo kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để bài viết hấp dẫn, lôi cuốn. Lời văn cũng cần sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em thực hành một văn bản đọc hiểu cụ thể. Các em hãy chú ý cho cô, phần hướng dẫn này sẽ giúp chúng ta có thể mường tượng rõ hơn về cách đặt câu hỏi cũng như là cách trả lời đối với đề kiểm tra giữa kỳ của chúng ta. Yêu cầu đọc văn bản sau. Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của trời. Đợi đến lúc vừa nhất mà chỉ riêng những người chuyên môn mới xác định được, người ta gặp mang về. Rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn. Các cô gái vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy. Tất nhiên là nhiều nơi cũng biết cách thức làm cốm, nhưng không có đâu làm được hạt cốm dẻo, thơm và ngon được bằng làng Vòng gần Hà Nội. Tiếng cốm Vòng đã lan khắp tất cả ba kỳ và đến mùa cốm, các người của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường ngóng trông cô hàng cốm xinh xinh, quần áo gọn ghẽ,
với cái dấu hiệu đặc biệt là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu Tết? Không gì còn hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi, và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp được hơn được nữa. Màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lụ già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền. Cốm không phải thức quà của người vội, ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ, ta mới thấy thu lạ cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại ven bờ. Trong màu xanh của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Thêm vào cái mùi hơi ngát của lá sen già, ướp lấy từng hạt cốm, một còn giữ lại cái ấm áp của những ngày mùa hạ trên hồ. Chúng ta có thể nói rằng, trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. Khi các cô gái lằng vòng đỗ gánh, giờ từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào. Hỡi các bà mua hàng, chớ có thọc tay mân mê thức quà thần tiên ấy, hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiêu mà vuốt ve. Phải nên kính trọng cái lộc của trời, cái khéo léo của người và sự cố sức tiềm tàng và nhẫn nại của thần lúa. Sự thưởng thức của các bà sẽ được trang nhã và đẹp đẽ hơn, và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều lắm. Văn bản trên được trích trong Hà Nội 36 phố phường của nhà văn Thạch Lam, nhà xuất bản Đời Nay Hà Nội 1943. Chúng ta hãy chú ý cho cô những câu hỏi liên quan đến văn bản. Câu số 1. Các phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản trên là. Câu này, mỗi câu trắc nghiệm của chúng ta sẽ có 0,5 điểm. A. Biểu cảm và thuyết minh. B. Tự sự và biểu cảm. C. Thuyết minh và nghị luận. D. Tự sự và nghị luận. Trong câu hỏi số 1 này thì các em sẽ lựa chọn đáp án phù hợp là đáp án B. Biểu tự sự và biểu cảm là phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản. Câu số 2. Đối tượng chính được nói tới trong văn bản là A. Lúa non. B. Cốm. C. Lá sen. D. Các cô gái lằng vòng. Cô tin chắc rằng chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án chính xác ở đây. Đối tượng nhắc đến trong từ đầu đến cuối văn bản có lẽ là cốm. Chúng ta đọc kỹ, chúng ta có thể thấy điều đó. Chuyển tiếp sang câu số 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong một câu văn là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. A. So sánh. B. Ẩn dụ. C. Nhân hóa. Và D. Nói quá. Trong câu số 3, các em cần lựa chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu số 4. Dòng nào sau đây nói về đặc điểm của hạt cốm? A. Phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. B. Màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. C. Cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. D. Cái chất quý trong sạch của trời. Trong câu số 4 này, đáp án hợp lý nhất sẽ là đáp án C. Cái dịu dàng thanh đạm của loài thảo mộc. Chuyển tiếp sang câu hỏi số 5. Phát biểu nào sau đây nói về trình tự các ý chính trong văn bản? A. Nguồn gốc của cốm, cách làm ra cốm, giá trị của cốm. B. Nguồn gốc của cốm, giá trị của cốm, cách làm ra cốm. C. Nguồn gốc của cốm, giá trị của cốm, cách thưởng thức cốm. D. Nguồn gốc của cốm, đặc điểm của cốm và cách làm ra cốm. Trong câu hỏi số 5 này thì các em cần lựa chọn đáp án đúng là đáp án A. Tiếp tục là câu số 6. Phát biểu nào sau đây nói lên nội dung khái quát của văn bản? A. Cảm nghĩ của tác giả về cốm làng vòng. B. Quan niệm của tác giả về cách thưởng thức cốm làng vòng. C. Những giá trị mà cốm làng vòng mang lại cho con người. D. Kêu gọi mọi người hãy biết trân trọng cốm làng vòng. Trong câu số 6 này chúng ta cần lựa chọn đáp án đúng là đáp án A. Tiếp tục là câu hỏi số 7. Cái tôi của tác giả được thể hiện như thế nào qua văn bản? A. Cái tôi tinh tế nhạy cảm. B. Cái tôi tài hoa uyên bác. C. Cái tôi đa cảm trữ tình. D. Cái tôi thông minh sắc sảo. Câu 7 này thì chúng ta sẽ phải để ý kỹ đáp án cho cô.
À, chính xác, đây phải là đáp án A, cái tôi tinh tế nhạy cảm. Đó là lời nhận xét đánh giá đúng nhất về cái tôi của tác giả trong văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những câu hỏi tự luận. Câu số 8, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi đọc văn bản trên? Trả lời câu này sẽ có 0,5 điểm. Câu số 9, nêu chủ đề của văn bản. Câu hỏi này sẽ chiếm 1 điểm trong tổng số điểm của chúng ta. Câu số 10, từ nội dung văn bản, bạn có suy nghĩ gì về vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống? Viết khoảng 5 đến 7 dòng. Số điểm cho câu số 10 cũng là 1 điểm. Chuyển sang phần làm văn thì các em sẽ có 4 điểm cho phần này. Yêu cầu đó là bạn hãy viết bài thuyết minh về bánh chưng có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm hoặc nghị luận. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết phần giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1. Những câu hỏi trắc nghiệm thì cô đã nêu ra đáp án rồi. Chúng ta xem lại để chúng ta có thể kết nối với phần văn bản với những câu hỏi vừa rồi. Tiếp tục câu số 8. Các em có thể tự do rút ra bài học cho bản thân mình, miễn là bài học mang tính tích cực và có liên quan đến nội dung của văn bản. Có thể tham khảo một số bài học như sau. Phải biết trân trọng những món ăn mang giá trị văn hóa của dân tộc. Phải biết quý trọng công lao của những người làm ra hạt cốm. Và phải biết tỏ ra tinh tế, có văn hóa trong thưởng thức các món ăn. Trong phần rút ra bài học này, các em sẽ có 0,5 điểm nhé. Tiếp tục là câu số 9, nêu chủ đề của văn bản. Câu này chiếm 1 điểm, cho chúng ta hãy chú ý là phải nêu một cách rõ ràng. Chúng ta không cần nêu dài dòng, nhưng chúng ta phải nêu được chính xác chủ đề được gợi ra ở đây. Thì qua việc trình bày những cảm nhận tinh tế và sâu sắc về cốm Làng Vòng, tác giả đem đến cho người đọc những hiểu biết về một món ăn mang trong mình những giá trị độc đáo của văn hóa, vật chất và tinh thần của người Việt. Đồng thời muốn nhắn gửi mỗi người cần biết trân trọng giá trị ấy. Tiếp theo cô hướng dẫn câu hỏi số 10 trong phần kiến thức liên quan đến đọc hiểu. Suy nghĩ về vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống. Ở đây chúng ta hãy chú ý cô viết đoạn văn thì các em sẽ phải đảm bảo đúng yêu cầu về hình thức và nội dung. Các em cần đảm bảo dung lượng ở đây chỉ 5 đến 7 dòng thôi. Viết quá dung lượng này thì chúng ta cũng sẽ mất điểm về hình thức. Về nội dung thì các em cần trình bày cho cô cụ thể vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống. Ví dụ như là góp phần làm nên bản sắc, chiều sâu văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó còn giúp đất nước phát triển một cách bền vững và đặc biệt là làm giàu đời sống tâm hồn của mỗi cá nhân. Cô tin chắc rằng là chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những định hướng khác nhau về vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống. Thì chúng ta có thể tự do lựa chọn như là đưa ra các cách diễn đạt khác nhau. Miễn là chúng ta chú ý cô về dung lượng và hình thức của đoạn văn để chúng ta có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và như thế thì chúng ta sẽ có được điểm tối đa. Chuyển sang phần hướng dẫn cho nội dung viết. Phần viết chỉ 4 điểm thì sẽ phân bố ở những đề mục như sau. A là cần đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh về một đối tượng, chiếm 0,25 điểm. B, xác định đúng vấn đề cần thuyết minh, chiếm 0,5 điểm. Đó chính là chúng ta thuyết minh về bánh chưng, có thể lồng ghép một hay nhiều yếu tố, miêu tả, tự sự, biểu cảm hoặc là nghị luận. Cô sẽ gợi ra một cái dàn bài cụ thể để các em có thể hình dung. Trong phần dàn bài, thực hành viết của chúng ta để sẽ chiếm 2,5 điểm. Các em chú ý đầu tiên là phần mở bài, cần giới thiệu đối tượng thuyết minh. Và chúng ta sẽ giới thiệu quy trình thuyết minh. Cô sẽ đưa ra định hướng cụ thể. Bánh chưng là biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Từ xa xưa, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà lại chuẩn bị những nồi bánh chưng rất lớn để đón Tết. Bởi trong suy nghĩ của mỗi người, bánh chưng là món ăn mang ý nghĩa sum họp giản dị mà đầm ấm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các quy trình để làm nên một chiếc bánh chưng và đánh giá ý nghĩa của nó trong đời sống văn hóa của người Việt. Hai, thân bài. Một là quy trình làm bánh chưng. Bánh chưng được làm từ những thứ rất đơn giản và dễ chuẩn bị, kết hợp với bàn tay khéo léo của người gói. Nguyên liệu chính là gạo nếp, lá dong, thịt và đậu xanh rã nhỏ. Gạo nếp, người ta chọn những hạt tròn mẩy, không mốc để khi nấu dậy mùi thơm dẻo của gạo nếp. Đậu xanh chọn loại đậu có màu vàng đẹp mắt, đồ chín mềm rồi rã nhỏ làm nhân bánh. Thịt lợn thì người ta sẽ chọn thịt ba chỉ hoặc thịt nạc dăm, trộn với tiêu xay, hành tím, băm nhuyễn.
Lá gói bánh thì ở một số vùng khác người ta dùng lá chuối để gói bánh chưng, nhưng phổ biến nhất vẫn là lá dong. Lá phải có màu xanh đậm, gân khỏe, không bị héo, rách. Đó là những nội dung liên quan đến phần nguyên liệu làm bánh. Tiếp theo chúng ta giới thiệu về cách gói bánh. Gói bánh chưng thì cần sự cần mẫn, tỉ mỉ và khéo léo để tạo nên chiếc bánh vuông vắn dâng cúng ông bà tổ tiên. Nhiều người cần khuôn vuông để gói, nhưng cũng nhiều người không cần, chỉ cần gập bốn góc của lá dong là có thể gói được. Bao quanh nhân đậu và thịt là một lớp xôi dày, chuẩn bị dây để bọc, giữ cho ruột bánh săn chắc, không bị nhão trong quá trình nấu. Tiếp tục là đến phần công đoạn gói nấu bánh. Thông thường người ta nấu bánh bằng củi khô, nấu trong nồi to, đổ ngập nước và nấu trong khoảng 8 đến 12 tiếng. Thời gian nấu lâu như vậy để đảm bảo bánh chín đều và mềm. Khi nước bánh sôi, mùi bánh chưng bốc lên nghi ngút. Khi đó mọi người bắt đầu cảm nhận được không khí Tết bao trùm khắp nhà. Hai là chúng ta sẽ thuyết minh về vai trò, giá trị, ý nghĩa của chiếc bánh chưng. Bánh chưng là món truyền thống dùng để cúng tổ tiên, không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết. Bánh chưng thể hiện sự biết ơn đối với tổ tiên, với trời đất, với mùa màng, đối với lương thực, từ đó để hy vọng một năm mới no đủ. Ở phần kết bài, các em cần chú ý đánh giá chung và nêu cảm nhận. Bánh chưng là biểu tượng của ngày Tết mà không một loại bánh nào khác có thể thay thế được. Đây là truyền thống, là nét đẹp của người Việt Nam, cần được gìn giữ và trân trọng từ xưa, hôm nay và cả mai sau. Chúng ta cũng sẽ còn hệ số điểm cho phần nội dung là đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt 0,25 điểm. Và một nội dung nữa chiếm 0,5 điểm là phần sáng tạo, dành cho những bạn có bài viết với giọng điệu riêng, cách diễn đạt thì sáng tạo, văn phong trôi chảy. Phần hướng dẫn vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Cô chúc các em có thể đạt được điểm cao trong bài kiểm tra của mình. Hẹn gặp lại các em trong những bài hướng dẫn tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.